Hello, xin kính chào tất cả các bạn nha. Chào tất cả các anh em bảy chim trên mọi miền đất nước nha. Chiều hôm nay mình đi quánh chim anh Manh với hai cha con của cu lì với thập dĩ khang. Đây khung cảnh trời giấc chiều nè các bạn, gió ít xịt à. Ra ngoài đồng các bạn thấy gió mát không? Đó, coi nè, trời chuyển mưa nè các bạn, coi nè, đó. Vừa ra tới ruộng rồi trời chuyển mưa cỡ này đây các bạn thấy không? Chuyển mưa ít sệt à. Chiều nay chắc mưa thối tiền luôn quá các bạn ơi. Đó, cái cảnh đồng lúa nè các bạn thấy không? Nhớ quê không các bạn? Nhìn cái cảnh này là nhớ quê liền nha các bạn ơi. Đó. Rồi chừng nào mình quýnh rồi mình quay cho các bạn xem nha. Bạn ơi, hai em à, một cặp nha, hồi nãy dính được con rồi nha các bạn. Giờ hai cặp nữa nè các bạn ơi. Đây mình banh trống nè. À, đã không? Quá đã đây hai con mái nè các bạn. Ôi ôi ôi. Nè. Đó. Quá đã các bạn ơi. Đây, hai cái được năm em nè các bạn. Quá đã nghe các bạn ơi. Đó, đẹp luôn, bông bự đẹp nè. Hàng già luôn nha các bạn ơi. quá sướng nha các bạn. Đây các bạn ơi, giờ chuyển đã mưa các bạn, thấy ếch sệt nha các bạn. Mới có được năm em mà mưa một cái là giờ rút rút dù vô lùm mà trốn à nè các bạn. Đó, đã mưa các bạn thấy không? Quả chi cái đã mưa. Đó, chuyển cái đã mưa từ trên xuống dưới giáp cả bầu trời luôn nha các bạn. Cái mưa này mệt lắm à. Đây các bạn ơi, tới công chuyện luôn nha các bạn. Nè, quá chí rồi. Cái đám mưa này không biết chừng nào hết nữa coi nè. Cha con lì nè, giờ vô bụi không à các bạn ơi. Quá rồi coi nè, trắng trời đất hết trơn rồi. Mưa chịu hết nổi luôn rồi đó. Có cái áo mưa mà cỡ này nè các bạn. Quá chí cái đám mưa này rồi. Đó, đám mưa coi nè. Trắng trời đất hết trơn rồi, đều trời hết trơn luôn nha các bạn. Mới được có năm con manh manh mà đều trời đất hết trơn rồi. Trời ơi, giờ sập cái xăng luôn rồi kìa, không biết nó có dám xuống không nữa kìa. Đó, quá chí rồi, giờ núp mưa các bạn ơi. Coi nè. Quá rồi. Hết chịu nổi rồi. Giờ núp trong cái áo mưa luôn nha các bạn. Cực khổ lắm nghe các bạn ơi, cho mình một đăng ký kênh và một like nghe các bạn ơi. Các bạn nhớ nếu mà có yêu thích mình thì cho mình xem quảng cáo cho lâu lâu mình có tiền nghe các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mưa cực khổ quá các bạn ơi. Quá chí rồi. Thôi nghe các bạn mình gác máy nha, mưa quá rồi. Rồi giờ chiều rồi các bạn ơi. Chiều rồi. Giờ cuốn lưới về thôi các bạn ơi. À, em ở trong đó đi ra kìa. À, giờ về thôi nha các bạn. Tối rồi. Giờ ra quay thành quả chim manh manh cho các bạn xem. Rồi xong bây giờ tối rồi, rồi cũng cuốn lưới về thôi. Mình quay thành quả cho các bạn xem nha. Đây đây là con chim chớp của mình nè các bạn. À, đứng cây nghe không, thấy không, đứng trên cây nè các bạn thấy không, giờ nó mập quá rồi đó. Mập quá rồi giờ nó chớp không được nha các bạn, chỉ có lắc thôi. Còn đây là chim mồi của em. Ồ, các bạn thấy đầu bạc chưa? À, đầu bạc đã không? Đây đầu bạc nha các bạn. Chim đầu bạc, còn ở đây là chim áo dài đỏ. Cái này là manh manh mồi, mấy con mái. Đây để mình bắt hai con áo dài đỏ này ra cho các bạn xem nha. Áo dài đỏ mà đầu đen nha các bạn. Đây. Đây, áo dài đỏ đầu đen nè các bạn.
mình nó màu nâu nâu nha các bạn, mình nó nâu nâu. Giác này không biết làm sao chạy xe ra được nó các bạn ơi, cái đường kinh bây giờ nó, cái đường bây giờ nó sình đất không à. Đây áo già này, áo già đỏ. Còn đây là mấy con chim mồi mình cuột với lúa nè nha các bạn. Đó, mình cuột. Bạn thấy chim nó ăn cái lúa này, không? Sơ chìa hết trơn nha các bạn. Còn đây, bỏ vô. Bỏ em vô. Đó. Con lồng không có cái đồ đựng nữa các bạn ơi. Đây, hàng của mình đây. Đây, quay lên này, quay cho các bạn xem cho kỹ nha, rõ nha. Chim Minh Minh nó đẹp cỡ nào nha các bạn. Đó. Các bạn thấy không? Rồi, để từ từ. Đó, đây nè các bạn. Các bạn thấy chim Minh Minh không? Đó. Đẹp cực kỳ nha các bạn. Các bạn nào thả AV đồ á, thả AV đồ mua về thả đẹp lắm nha các bạn, thả mini á, kêu AV mini á, chơi lồng AV mini mà nhỏ nhỏ á. Đây nè, đó đã không, đó thấy không, đó quá đã nha các bạn. Mua vài con áo già, rồi vài con sắt ô, vài con sắt mội, vài áo già đầu trắng, vài áo già đầu đen. Thả vi là các bạn thả là ok rồi. Thành quả mình bữa nay được 2 2 4 6 7 con hả? 2 4 6 con bạn ơi. 6 con, 3 em 4 em trống, 3 em mái. 4 con trống, 3 con mái nha các bạn. 4 con trống, 3 con mái. Quá đẹp, đẹp cực kỳ nha các bạn. Cái mùa này nó lên màu rồi, mùa này lên màu rất đẹp nha các bạn. Nhìn con Minh Minh là thấy kết liền. Để mình chụp hình cho các bạn xem nha. Đó, quá đã các bạn ơi. Các bạn thấy cái cảnh đồng lúa không, rất chiều không? Thôi à, mình cũng xin kết thúc video luôn nha các bạn ơi. Rồi các bạn nào xem video mình á, nhớ đăng ký kênh nha các bạn. Để có video tiếp theo các bạn xem cho nó dễ. Các bạn em đăng ký kênh không có tốn tiền nha. Các bạn đăng ký kênh xong rồi có gì mình có đăng video là nó hiện lên máy của các bạn liền, mà không có tốn tiền đâu các bạn. Rồi thôi cho mình hẹn lại video tiếp theo nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.